Chào anh em thợ máy và các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chuyển điện sang điện từ điện máy sang điện bình của dòng OEA 110 các bạn nhé. Thì đây hôm nay tôi lại xử lý luôn cái chiếc xe mà của thanh niên người ta mua về, người ta tự đấu lấy các bạn nhé. Tự lên đèn led 2 tầng nhưng mà không biết đường đấu, làm xông điện may là không cháy cuộn các bạn nhé. Mời các bạn chú ý theo dõi này. Nào mở khóa lên đi. Đấy, bật đèn lên xem nào. Hiện tại bây giờ đấu nhầm là bật đèn nó không sáng nha các bạn nhé. Bật đèn có lúc sáng lúc không. Thì đây các bạn để ý là bạn ấy đấu sai, cho nên là bây giờ mở khóa lên là nó bị xông điện. Và trong khi đó thì chưa chuyển từ điện máy sang điện bình đã đấu vào đây rồi. Rất là nguy hiểm các bạn nhé. Nào bây giờ mở khóa lên đi. Đấy, đè lỗ xem nào, đè lỗ đi. Không được, tắt luôn, nó xông điện tắt luôn nhá các bạn nhé. Và bây giờ lại mở khóa lại nào. Là đèn vẫn sáng nhưng mà bây giờ tắt đèn đi xem được không. Thấy chưa, không được, xông điện. Ấn đề thế nào, ấn đề phát nữa. Thôi được rồi, tắt khóa đi, không ấy nữa, cháy mất cuộn giờ. Đấy các bạn nhé, rất là nguy hiểm cái trường hợp là cũng không biết ai bảo mà cũng cắt dây công tắc pha cốt ra mà cũng đấu vào cái dây sau khóa dây đen này. Nhưng mà không đúng. Thế bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn chuyển điện cái chiếc xe này và trở lại trạng thái bình thường các bạn nhé. Thì đây là cái pha led 2 tầng đây mà bạn ấy đã mua về đây chuẩn bị lên nhưng mà không biết lên. Tôi mang ở đây tôi sẽ lên cho bạn ấy cái pha led 2 tầng này các bạn nhé. Đảm bảo sáng ổn định và không hại ắc quy các bạn nhé. Mời các bạn chú ý theo dõi tiếp các bạn nhé. Đây nhá các bạn để ý nhá. Cái dòng OEA 110 á, các bạn chuyển điện bình là các bạn phải tháo cái giác hộp. Đây nhìn thấy có 3 giác hộp, nhìn thấy chưa? 3 giác hộp này, bây giờ mình tháo cái giác to nhất này ra. Mình bỏ cái dây vàng này đi. Đây, quay gần vào đây một tí này, dây vàng. Thấy chưa? Cái dây vàng này mình phải tách nó ra, không cho điện máy nó lên đây nữa. Thì bây giờ mình ghim ở đây ra, đây có một dây màu vàng đây. Được rồi, quay xa xa một tí, không gần đâu. Cứ quay để chú ghim cái này ra đã. Đây là ghim cái dây này ra nhá. Ghim các bạn ghim cái dây vàng này ra xong rồi thì các bạn hãy cắm nguyên cái rắc này vào. Không đụng chạm gì đến cái rắc này nữa. Đúng chưa? Đấy, còn dây này thì làm thế nào? Dây này thì lối thêm một đoạn dây vào cái dây này. Là bây giờ quay tiếp. Nó cứ quay vào đây đi. Các bạn chú ý lên cái dòng điện bình của dòng OEA 110 là các bạn phải lên ở cái dây vàng các bạn tách là tách ở đây nhá. Tách ở đây. Sau đó các bạn nối vào cái dương sau khóa cũng như là ở ngay cái công tắc đèn phanh bên này. Nào từ từ. Đấy. Đây, dây này là lối vào đây. Lối vào đây xong rồi cắm một kia. Đây là tôi đấu phác họa nhanh cho anh em. Đấy, chờ một tí bây giờ còn xử lý cái này nữa. Cái này phải đấu vào. Cái này vừa nãy là đấu sai đúng không? Bây giờ phải đấu lại cái này vào đã để sau bắt đầu thử. Đây, bây giờ đấu vào đây. Cắt cái dây này ra là cũng không đúng đâu, cắt cũng không đúng, điện nó không được. Đấy, kéo đó. Nó tối quá không, mình sáng. Đây nha các bạn nhá, bây giờ tôi lại phải đấu lại để tôi thử cái đèn đi theo xe trước xem nó có được không đã. Các bạn đấu các bạn phải thử trước, chưa gì các bạn đã đấu vào này may không cháy xe là tốt lắm rồi. Bây giờ đấu cái này vào đây trước đã để thử xem nó.
bán như cũ nhá. Nào bây giờ ấn tạm dừng đi. Nhắc lại các bạn đây này, cái dây vàng mà tôi tách vừa lấy ở dưới cái rác hộp trắng này nhá, các bạn câu một cái hướng từ dưới cuộn trở lên á thì các bạn không liên quan, còn cái hướng từ trên xuống các bạn đấu vào một sợi vàng như thế này, các bạn câu vào cái dây dương sau khóa, nó mở khóa lên, cái dây đen ở công tắc đèn phanh nó sẽ có điện. Còn hai cái này thì vừa lấy cắt nhầm thì cứ để nguyên đã. Nào bây giờ bật khóa lên nào, mở đèn, bật pha cốt. Đấy, như thế này mới là đúng, hiểu chưa? Tắt đèn đi, được chưa? Đè xem có được không hay là thôi, vừa lại đấu sai là bình nó yếu điện rồi. Bây giờ mở lại phát nữa xem nào, xem chuẩn chưa đã. Mở đèn lên, mở đèn thôi, không cần đè lỗ đâu. Đấy, bật pha cốt. Đấy, như thế mới là đúng nhá. Lần sau không biết làm thì mang đây, hiểu chưa? Thì đây tôi chia sẻ lại với các bạn thêm nhá. Cái rác hộp nó to nhất này, dạng ba cái rác hộp màu trắng này, cái rác hộp to nhất. Các bạn tách cái dây vàng ở cái rác hộp màu trắng này. Cái dây từ dưới trở lên các bạn để nguyên. Còn dây từ trên trở xuống các bạn đấu vào. Đấu đơn giản như thế này, tôi đấu đơn giản như này để hướng dẫn cho các bạn thôi. Tí nữa tôi sẽ quấn ở noi vào. Cái dây hướng từ trên xuống các bạn đấu vào cái dây ở cái công tắc đèn phanh. Nằm mở khóa lên, dây ở công tắc đèn phanh có điện thì lúc đó mới là đèn nó mới chạy ok được các bạn nhé. Nào bây giờ lắp cái pha, mang cái này ra cắm vào đi. Đấy, bây giờ rút cái pha đèn cũ ra và bây giờ cắm cái đèn led hai tầng mới mua vào. Sau bắt đầu mở, sau đạp lỗ lên nhá, đạp lỗ lên để cho đỡ điện nó yếu. Đấy, đây là cái led hai tầng mà tôi lên độ cho bạn ấy đây. À, được rồi, bây giờ để chú giữ cho. Đi ra đạp lỗ xe, mở khóa đạp lỗ xe lên. Rồi, đạp lỗ lên, không đè hết điện nó không đè được nữa đâu. Đấy, bây giờ mở đèn lên. Đấy các bạn thấy chưa? Nào bật pha cốt đi. Nháy liên tục xem nó có chập chờn gì không. Ôi rồi, thử tắt đèn đi xem nào. Mở lên tiếp. Được rồi, như vậy là ok rồi nhá. Ôi, để cho nó lổ một đúc. Đấy các bạn nhá. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn lên đèn led 2 tầng cho con WA110 đây. Và tiện thể hướng dẫn cho các bạn là chuyển điện máy sang điện bình của dòng WA110 các bạn nhá. Bạn nào đang xem video mà còn chưa đăng ký kênh thì mời các bạn vào đăng ký kênh các bạn nhá. Video chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.